Hello và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Clip ngày nay thì mình lại tiếp tục đi này solo squad đấy. Đây là khá là đông vui ở dưới khu vực quân sự này đây. Thì nhiều ở những clip lần trước mình làm ấy, anh em toàn vào bắt bẻ gọi là cái ngôn ngữ ngọng của mình thôi. Mình hay ngọng chữ n thấp với n cao. Và chữ S xì với chữ xì lặng đấy anh em. Theo mình nói là như vậy. Đây này, có một tên ở dưới chân mình này. Đi đâu? Đi đâu vậy anh trai? Ôi trời ơi, sóc 3 viên thì mới trúng. Thôi bò đi đâu bạn? Bò đi đâu bạn ơi? Chết đến nơi rồi. Rồi, có cây barrel của thanh niên này luôn. Đấy, mình lại nói nhầm rồi. Chữ luôn mình lại n cao, mình lại nói n thấp anh em ạ. Chỉ cái này là tiếng địa phương rồi nên là khó sửa lắm anh em, nên là anh em xem thì cũng thông cảm cho mình tí nha, chứ nhiều mình nghe anh em gọi là bắt bè mình nhiều lắm rồi, nhưng mà mình cũng cố rồi, nhưng mà bây giờ nó quen rồi, từ bé đến giờ mình đã ngồi cứu nhau này. Ôi ngon, thế là clear một team này rồi, tại vì là từ bé đến giờ mình đã nói như vậy rồi, bây giờ sửa là nó quá là khó anh em ạ. Nên là anh em hết sức gọi là thông cảm cho mình tí. Vẫn còn một team ở trong cái nhà này, nhà C này, vừa mình mới nghe hết tiếng xong. Đang lục cục ở bên trên đây này. Lục cục ở trên. Mình nghe hình như là 2 tiếng chứ nhở. Rồi có một tên bên ngoài nữa kìa. Rồi mình lên mình sửa cái ông ở bên trên này đã. Mặc kệ bọn khác đi. Đâu rồi? Hello anh trai. Ở đâu vậy? À đây rồi, bên nào? Vào đây đi bạn. À đây rồi. Vào đây đi bạn này. Áo hồng này, hồng cánh sen, hồng cute. Đâu rồi? Hồng cánh sen này, hồng cute này. Ủa ôi, tí nữa thì hẹo mình. Thanh niên này xính ghê lắm, nhưng mà bạn yếu rồi nên là bạn chết thôi. Có một tên ở ngoài này nữa. À đây rồi, trên giàn giáo. Giàn giáo này. Nốc luôn rồi. Tức là bơm máu đã. Đứng trên giàn giáo mà quẩy xuống à? Định làm gì vậy anh trai? Nào đồng đội đâu, cứu đây. Trong lúc chờ đồng đội bạn thì mình bơm máu. Một công đôi việc luôn. Vừa cam bạn vừa bơm máu. Có cứu không? Bây giờ mình thay đạn xong rồi. Đạn điếc súng ống là sẵn sàng để chiến đấu rồi. Không cứu à? Gạt giò luôn này. Này thì không cứu này. Rồi, như vậy là hốt luôn rồi. Trong này còn rất đông. Lúc nãy cái lúc mình đường bay ở trên, đường bay nó bay qua ngay khu quân sự mà. Tại vì những cái khu, cái đường bay của trong cái trận đấu này ấy, nó bay qua rất là ít khu lớn luôn. Có tiếng. Rồi rồi, ui rồi. Một team anh em ạ. Rất đông và hung hãn. Nhảy vào đây này. Chạy vào đây làm gì? Rồi, đồng đội bạn đâu? Ui, ghê. Sợ thế nhở? Từ đã, mình phải vòng ra ngoài. Thằng này sẽ đến cứu thôi. Đâu rồi? Ui, bên kia cũng có tiếng bắn kìa. Rồi, đang lẹt xẹt bên ngoài này. Đâu rồi? Ui. À, đúng rồi, ở đầu này được rồi. Mình vòng rộng, mình vòng một vòng rộng để ra cam thanh mấy thanh niên này cứu. Đây đây, mình vòng sang hẳn một góc thật là rộng luôn. Đây, chỗ này hợp lý này. Ủa, đâu rồi? À, nó cứu ở trong cái sát nhà rồi. Nó cứu ở trong sát cái viền nhà cái rồi anh em ạ. À, một ông chạy ra này. Nào, bước ra. Bạn bước qua đời nhau đi. Đây rồi, vừa nói xong. Vừa nói xong này. Này thì Trung Quốc này. Gạt giò luôn cho được việc. Này, khuyến mại thêm cho bạn trái bom. Rồi, mình lên trên cái nóc nhà này. Để nhìn xem mấy cái thanh niên này cứu ở đâu. Chắc chỉ quanh quẩn ở dưới đây thôi. Đây rồi, có tiếng trên trong nhà đây rồi. À, như vậy là dưới nhà rồi. Hình như nhà bên cũng có. Đúng rồi, chắc chắn rồi. Từ từ đã, mình phải xử lý gọn gàng từng khu một anh em ạ. Bây giờ mình vào trong cái nhà C này. Bắt cái thanh niên ở trong này đã. Trên tầng 2. Áo hồng, ôi, lại áo hồng. Úi dồi, hồng cánh sen à, được rồi. Cho bạn 30 giây để gọi hội.
Một là mình sẽ clear cả team bạn, hai là mình chết ở đây thì bạn sẽ có người hiếu cứu. Quên thôi được rồi, gạt giò đã anh em ạ. Mình quăng quả bom đấy, hình như mấy thanh niên kia không nghe thấy. À thanh niên, mấy cái thanh niên kia nghe thấy nên là không lên luôn rồi. Rồi vẫn đục cục bên ngoài, đục cục bên ngoài này, đục cục bên ngoài này. Chỉ là một con bot đi ngang bạn, đi ngang qua mà thôi. Rồi đang tạch tạch bên ngoài này, bên kia cũng tạch tạch kìa. Ôi còn đông quá. Ôi trong trận trận này kéo được cả cái máy bay bay ở đây mất, tại vì lúc mình nhảy xuống. Ô cái gì đây, cái gì đây, tại sao này, khỏa thân nằm ở bụi cỏ à. Rồi còn một tiếng lục cục ở trong này nữa, trên tầng 2. Rồi rồi mình lên mình xử luôn này, xử luôn, xử đẹp bạn luôn này. Ngồi ke này, này thì ngồi ke này, mình sấy trước bạn ơi. Ngồi ke mình à, ông này ngồi ke mình anh em ạ. À, phải gạt gió luôn. Rồi một ông chạy vào nữa này, ngon. Ui trong khu quân sự đông dễ sợ luôn. Cái lúc ở trên máy bay mình phi xuống nó cứ phải gọi là, thôi nói gọi như nói phóng đại một tí là phải kéo phải cả cái máy bay bay vào đây mất. Rồi bắn đến 14 kill ở trong mấy cái nhà C này là vẫn chưa hết. Ở đây vẫn còn tiếng bắn ở bên này, quá là đông anh em ạ. Từ từ đã, mình phải quay lại check qua cái nhà C này phát, tại vì vẫn nốc mà. Bắn hai thanh niên cuối cùng kia vẫn nốc. Ok rồi, thôi thôi kệ đi, mình sang bên này mình phơ nốt mấy cái team bên này nữa. Rồi có tiếng chân, nghe tiếng chân rồi, có tiếng chân đây rồi, trong phòng này, trong nhà kho à. Úi rồi anh dai, anh dai đứng ke ai này thì ke này, nên bàn thờ ăn xôi luôn, thơm ngon. Có M4 này. Ui trận này mình bắn combo M4 với cả barrel đi, mình rất thích bắn barrel luôn. Nắp giảm thanh vào nó cứ gọi là easy. Vẫn còn không thể hết được, tại vì là thanh niên này đang ke, bạn này đang ke ai đó nên là à đây rồi. Úi rồi đang ngồi nút đứng nút đồ kìa, đứng này thì đứng nút đồ, này thì đứng nút đồ này. Ui giời thôi xong luôn, như vậy là clear hoàn toàn. Ui xe bất vào đến đây luôn. Ui rồi clear khu quân sự 17 mạng anh em ạ. Ui rồi đấy là chưa kể là các bạn này còn bắn nhau gọi là té lè le ở trong cái khu vực này, không phải là một mình ăn. Ui rồi ôi cả cái máy bay vào đây là bay vào đây là có thật anh em ạ. Ok rồi mình đi thôi, let's go. Sau khi từ khu quân sự mình quyết định là lượn ra đến khoảng Novo, nhưng mà không có người anh em ạ. Ô mình thấy kìa. Úi rồi đúng rồi, đang nom rom ở chỗ viền tường kìa. Ui sai làm sao được, mắt mình tinh lắm. Đây này, này đang nom rom này, đang ke ai đây. À đang ke nào, này thì đang ke này. Ui rồi anh này cũng yếu rồi, Vũ Sơn à. Thế là ở đấy chắc chắn là có thêm người rồi, chắc chắn là có thêm người. Mình uống bình nước đã rồi mình công vào luôn, chắc chắn là anh này đang ke một team nào đó đang lom rom như vậy mà. Đây đây đấy, ui rồi sấy kìa, Tuấn đã giết người rồi kìa bằng cây DB của mình này. Đâu rồi, đây mình đỗ xe đây, chắc chỉ quanh quẩn trong khu này thôi. Cửa mở hết rồi, nút niếc bắn nhau ầm ầm ở trong này rồi anh em ạ. Đây vừa có tiếng súng ở ngay cái đoạn chỗ nhà kho này. Đâu rồi, à đây rồi, nom rom này, này thì chạy, này thì chạy, này thì chạy này. Đúng Tuấn luôn. Ô thế là đúng Tuấn rồi, đúng Tuấn luôn rồi. Ôi vẫn không chết à, trời ạ. Tuấn ơi là Tuấn, không biết là trong này còn người không, hơi nguy hiểm tại vì những cái chỗ này hơi khó chơi. Mình đi thôi, đây mình đi vào đến trong gọi là từ ngoài Mita, mình đi vào đến Bonjinki mình mới nghe được một tiếng súng nho nhỏ. Đấy 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 đấy, bắn này, nhưng mà từ từ đã, mình phải chờ cái Z zone này đã chứ, tầm này mà ra ngoài chẳng may gọi là hên xui Z zone nó nổ cho một cái thì thôi. Anh em thấy thốn không, gọi là đang bắn đang sung như thế này mà chết một phát bằng cái Z zone thì đúng là
Thiệt là khó hiểu. Mình ngồi đây đắp chăn cho độc lập thôi. Red Zone nổ thì mình mới quẩy được. Ok rồi, đẩy luôn thôi. Ôi rồi. Ô, ông này nhảy ra rồi. Ôi ông ơi, ông gì ơi, nhảy ra này. Ui dồi ôi. Cái gì, Nhi Nguyên à. Ui rồi. Thế là cuối cùng là mình không phải, không phải gọi là lao động anh em ạ. Gọi là tự chạy chạy ra cho mình ăn thôi. Thôi được rồi, mình đi kiếm thính thôi. Đi săn thính vậy. Mình vẫn chưa thấy cái thính nào. Vô lý thực sự. Lượn gọi là đổi. Ôi rồi, đây rồi. Có tiếng, có tiếng, có tiếng. Lại có tiếng bóng ai đó rồi. Đây này. Nào. Này thì bạn noi cái đầu lên này. Rồi mình đẩy luôn. Đẩy luôn. Hình như là có hai tên thì phải. Mình nốc được một rồi. Mình quyết định là chơi luôn anh em ạ. Tóc không xoăn, không cần phải xoắn. Nào bạn thò ra. Ui, ui, ui cái gì đấy. Cái gì đấy. Ui giời ơi này. Ui ôi đồng đội à. Còn một tên nữa. Ôi thế nào. Thế là có ba tên. Ui phê luôn. Ui, ui ôi. Trên kia lại thì bắn nhau kìa. Ui bắn gì gắt vậy mấy anh hai. Đây này. Rồi một tên. Quá phê. Ui ở trên này còn. Mình thấy cả ba thằng luôn. Ui ôi. Thấy vậy không chết này. Nào. Bò này. Mình phải gạt giò được ông này. Gạt giò luôn được ông này. Bạn bò đi đâu. Bạn bò đi đâu. Chết đến nơi rồi. Bạn bò đi đâu thì bạn cũng vẫn phải chết thôi. Như vậy là vẫn còn hai thằng nữa. Hai ông nữa. Đây này. Cái này thì chạy này. Ủa ôi. Anh em nhìn kìa. Nhìn ông này. Ông cái xào rau này. Đảo như giang lạc vậy. Bạn đảo đi đâu thì bạn cũng phải chết thôi. Đâu rồi. À đây rồi. Này thì đảo. Này thì đảo. Này thì bắn tôi này. Ui. Ngon. Thế là clear một team nữa. Ủa ôi. Gọi là lượn lờ vào trong cái khu này vớ 6 mạng, hai team phê lòi ra anh em ạ. Từ từ đã vào nhà mình phải làm bình nước chứ đỡ sợ. Ngon rồi. 26 kill rồi. Rồi. Nước nôi đầy đủ rồi. Từ đã. Mình phải ra mấy cái xác của ông này, mình kiếm thêm mũ 3, giáp 3 gì đấy chứ tầm này mình lượn, nói chung là mình lượn khắp bản đồ rồi mà mình không thấy một cái thính nào luôn. Thế nó mới khổ chứ. Không có. X8, X tùng này. Khá là nhiều đồ đấy. Đây rồi, có cái mũ 3. Đội tạm lên cho nó gọi là phê nhỉ. Ok rồi đấy. Ơ. Vẫn còn người này. Cái này thì rách sơn này. Ôi, rách ơi làm gì vậy. Ui thế nào. Ui vẫn còn người. Lại một team nữa. Được. Ngon anh em ơi. Không phải đi tìm nữa rồi. Đây này. Này thì đang chạy này. Ui ôi. Ui. Ông này tốc biến. Vãi trưởng ạ. Mình bắn phát cái tiễn tốc biến luôn. Được rồi, mình đẩy lên luôn. Không thể nào mà phải mấy cho mấy ông này nên gọi là bàn thờ nhanh chóng được. Nào. À đây này. Trước mặt mình này. Ui AFK này. Này thì AFK này. Ôi thanh niên này tốc biến xong rồi AFK luôn. Ui. Có tiếng bắn mình ở đâu đó. Được. Đi té. Lấy xe đi tìm anh em ạ. Không được. Bạn trốn ở đâu? Bạn trốn ở đâu? Đây này, xe vứt ở trên này này. Thế thì người bạn vứt ở đâu đây? Để mình mà tìm được thì thôi. Bạn xác định. Ui. Vẫn bắn mình này. À đây rồi. Tiếng súng đây rồi. Đây rồi mình thấy rồi. Mình thấy ông này đứng đây rồi. Ô. Đứng đây làm gì vậy. Ủa. Lại ngắm ai kìa. Ui. Sao mấy bạn này cứ đứng kiểu thẫn thờ thế nhở. Là một ông Việt Nam. Mình lên xe mình đi tiếp. Chắc là đang ngắm ra cái thính đây. Cứ phải lấy xe đi lùa thì mới tìm được người. Bây giờ còn có 3 tên thôi. Rồi. Bắn ở đâu vậy? Rồi. Úi giời ơi. Một ông ngồi trong nhà vệ sinh này. Thôi bạn toang rồi. Ui còn ngồi thay đạn thế này. Bạn toang thật rồi.
Ôi dồi ôi, sao lại tạch tạch được vài viên mà này thay đạn như thế? Thì mình vào làm sao mà bạn kịp bắn? Thế có khổ không? Lại một ông Việt Nam nữa. Mình uống xong bình nước, mình tìm nốt thanh niên cuối cùng. Thế là đừng tổng số kill lên là 31 kill. Hợp lý đấy anh em. Nào, bây giờ bạn trốn đi đâu được? Trốn đi đâu? Úi giời, đầy rồi. Ui này còn sóc nộ. Ui này còn gọi mình nữa. Ui, ui này còn nục nữa. Ui, bạn thanh niên tay to hả? Gọi mình quay lại solo à? Đây, mình quay lại đây. Ui giời, ui, trời ơi, con bot à? Ui giời ơi, thằng cuối cùng là con bot đây anh em ạ. À, phải con bot không? Này, nhảy cho phát này. Ui giời ơi. Ui, đây không phải bot anh em ạ. À, đây là một, gọi là một thanh niên. Một ông chắc là cùng team bắn sinh tồn thế. Trời ạ. À, chắc chắn không phải bot anh em ạ. À, còn mình trêu vậy, mình trêu ông này tí. Vãi trưởng ạ. À, ôi trời ơi, đây có thể là một bạn nữ chăng? Bây giờ ngồi sóc, bạn sóc nọ từ bên đầu đấy sang bên đầu này thì làm sao mình chết được? Ui trời ơi, khổ thế anh em ạ. À, nhưng mà phải nói là bạn này ở team nào với cái mục đích sinh tồn như thế này là cực kỳ là khủng khiếp. Sinh tồn đến tận top 2, à đến tận, gọi là, thì chắc chắn là mình top 1 rồi. Cứ nói phóng khoáng là bạn ấy sẽ thành top 2 đi. Ôi trời ơi, sinh tồn đến tận top 2 là quá là ghê rồi. Mình sẽ kết nghĩa bạn này bằng bom vậy. Này thì tặng bạn quả bom này. Thôi, đây là mình đang làm clip bạn ạ. À, nên là thôi, mình cũng phải giết bạn thôi. Ui trời, quăng sầm mốc ra này. Quăng sầm mốc ra để bò tới sóc lọ mình à. Làm sao mà sóc được. Ui không chết này. Này, thêm cho bạn trái nữa này. Khuyến mại. Mình vẫn còn nguyên một, mình vẫn còn một trái. Ui hơi xa. Đây này, đây nè. Hàng bo nốt thêm này. Rồi chết chưa. Ui thôi xong. Chết. Ui, Hàn Quốc anh em ạ. Ok, vậy là mình cũng hoàn thành xong một trận đấu top 1 với tổng số kill là 31 kill. Úi trời ơi, một con số phải nói là khủng mẹ nó khiếp rồi. Anh em thấy hay thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh, và nhớ comment ý kiến của anh em ở phần comment nha. Hẹn anh em những clip tiếp theo. Nhớ comment cho tôi nha. Bye bye.